Từ nãy giờ thì bên shop mình đã có test cho mọi người xem cái lò Pinot Blanc với lại Sonnet 1, Sonnet Drum. Thì mình thấy hai cái con này thật sự rất là tương đồng với nhau trong cái phân khúc này. Thì nói chung là mỗi ông mỗi nhà mỗi kiểu, thì Sonnet thì sẽ bass đánh sẽ tốt hơn so với Blanc. Còn Blanc thì âm cái thể hiện lại sắc sảo hơn, độ chi tiết sắc nét tốt hơn. Thì nói chung là mỗi con sẽ một kiểu, mỗi kiểu. Và cái vấn đề tiếp nữa là Sonnet đợt này là nó vẫn có hỗ trợ Bluetooth cho phép tất cả các dòng loa di động của nó, thì mình thấy cái vấn đề này cũng khá là ok. Ngoài ra các bạn muốn nghe nhạc chất lượng mà cao hơn một tí xíu thì mình có thể dùng loa AirPlay 2. Thì tới bây giờ thì thằng Sonnet nó vẫn không bỏ AirPlay 2, nó vẫn AirPlay 2 là cái nền móng và cái quyết định của thằng Sonnet, vì cái chất lượng âm thanh cũng như là đa dạng của nó. Bây giờ mà các bạn hỏi thử xem là AirPlay 2, các bạn ví dụ như các bạn mua những cái thiết bị mà có hỗ trợ AirPlay 2 thì các bạn vẫn thích hơn
so là các bạn không có. Thì bây giờ ví dụ như con này, các bạn mua một con AirPlay 2 con này ha, sau đó bạn mua thêm Sonos Move, Move Bow, Move JBL mà nó có hỗ trợ AirPlay 2 thì hoàn toàn có thể connect lại với nhau được. Không nhất thiết thì chúng ta phải là cùng dòng, cùng mẫu, cùng tất như JBL thì JBL, Sony thì Sony thì nó sẽ bị giới hạn. Còn khi một đã là đi theo Apple thì AirPlay 2 là giải quyết tất cả mọi vấn đề. Các bạn muốn connect từ phòng này phòng kia dạng multi room vẫn có luôn. Chất lượng âm thanh có tốt không? Tốt. Phụ thuộc vào cái cục phát wifi của các bạn có tốt hay không thôi. Đó. Rồi, quay về vấn đề là hai cái chiếc loa này. Thì nếu mình hỏi các bạn hỏi mình là thì nên chọn cái chiếc loa nào? Nếu mà anh em là một người thích thương hiệu đến từ Đan Mạch, châu Âu, có chất âm nó mộc mạc, sáng sủa hơn, độ tái tạo là sắc nét hơn, anh em không có thích nghe bass nhiều, bass nặng, bass dày, bass gì đó các kiểu thì con này ok. Về cái thiết kế tổng thể thì cũng nhìn đẹp, sang, kiểu thiết kế thì nó sẽ khuynh hướng về phượt du lịch nhiều hơn. Còn cái con Airflow này thì nó cũng là một cái chiếc loa di động, nhưng mà có cái nét gì đó hao hao, nó vẫn khuynh hướng về cái dòng loa để ở nhà nhiều hơn. Đó, thì đây là cái đánh giá của mình về cái hai cái chiếc loa này. Thì Sonos thì nói chung là một cái hãng, chắc có lẽ nhiều bạn xem video này thì cũng sẽ không biết là Sonos nó là hãng cái gì, hãng gì, nó ngang ngửa với ai, tầm cỡ như thế nào. Thì Sonos là một hãng đến từ Mỹ, từ 2002 thì nó được thành lập. Thì hiện tại là cái Sonos này nó ra cũng khá là nhiều cái mẫu option cho mọi người lựa chọn. Và cái dòng Sonos này thì có ok không, có bền không thì cái đó là cũng tùy người sử dụng. Nhưng mà mình xin khẳng định một điều với các bạn, mình có khui tia down ra rồi. Đây, cho các bạn sẵn coi một chút luôn. Thì các bạn có thể nhìn vào cái bản mạch và cũng như là các bạn nhìn vào cái độ chi tiết hoàn thiện của nó rất là ok. Mình xin khẳng định là con này phải nói là cái bản mạch các bạn nhìn thấy giống Apple không? Thì Sonos này nó cũng được bán cho Apple. Thì mình không biết là cái công ty Sonos này nó có cổ phần của Apple trong này hay không, có hợp tác để phát triển những cái bản mạch dễ thiết kế hay không, cái đó thì mình không rành. Nhưng mà mình thấy nhìn vào cái mặt là mình thấy ưng liền luôn, nó rất là xịn sò. Rồi, thì cái này mình sẽ làm thêm nhiều cái video clip nữa về con Sonos Ram và những cái sản phẩm khác. Rồi, còn các bạn thấy là lo này, lo Sonos Ram hay là Binoflo thì đó là tùy cảm nhận của mỗi người. Thiết kế đẹp xấu là tùy mỗi người, chất âm thì gu mỗi người, mình không có đánh giá được. Cảm ơn mọi người đã xem, like, subscribe kênh của chúng mình nhé.